Mình xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ. Thì bây giờ là xế xế mình có đi qua ông anh bên Long An mình bắt bồ câu. Thì lúc trước anh có một con mình đó. Bây giờ thì anh nâng cấp lên thì anh kêu mình bắt lại. Thì mình đã tới nhà anh đây. Giờ mình sẽ quay mấy bồ câu đó cho mọi người xem nha. Đây là dàn chuồng bồ câu của anh. Đây là ở Cần Đước, Long An. Đây thì cái khu nuôi pháp quần thể của ba anh để nuôi bán chim thịt. Thì anh nuôi ở đây nữa, thì anh nuôi nhà anh ở dưới Cần Giờ nữa, nuôi hai chỗ luôn. Đây là cặp đỏ lúc trước anh mua của mình nè. Lạc về ra con quá trời luôn. Đang đẻ trứng lại trứng nào này. Trứng kia cho ấp nắp trứng giả anh. Dạ, cho vú ấp hả? Rồi chung bắt lại cặp đỏ này nè. Cặp này kiện 20 hết. Dạ. Với cặp đỏ này con của nó. Cho anh bắt cặp này luôn, cặp này kia 22 đẻ 4-5 lứa thì lên cò ra con rồi. Nó đang nuôi con của kim trắng, con của cặp này. Ủa mất tiêu rồi, con cặp này. Cặp này lúc trước anh mua có em Lê Vũ mọi người, cũng ra con quá trời luôn, về ra con rần luôn. Còn con này lúc trước là của mình nè, chân cua nhưng mà anh nói về đập lên cậu rồi mà tướng khủng bố mình đập bá luôn. Dạ đang ấp trứng giả luôn cái tướng à. Đây em có cặp thầy gờ đẹp. Cái con nằm trong ổ là con trống, là chung bổn với con bồ câu Tiger mà khủng bên mình á. Con này anh có cần thử nhiêu không anh? Trống này nè. Chín lạng ta. Thấy con bự bự. À, thấy bự bự á. Con đứng ngoài là con mái, con nằm trong ổ là con trống. Con này tướng đẹp. Con này nhìn giống y chang mà cái cặp mà con mái đen với con trống Tiger mua Vĩnh Long á, chung bổng nó luôn, giống y chang luôn. Đi chúc mình bắt cặp này. Cặp đó cái con trống kiện 20 nhưng mà nó chật của anh cắt kiện bỏ rồi. Để sẵn quay mấy cặp này mốt có ai mua ai mua ấy luôn. Cặp này kiện mấy? Kiện 22. Cặp này kiện 22 anh tôi hả? Tơ là lên cầu chưa anh? Lên cầu rồi hả? Cặp này lên cầu rồi. Đây cặp này thì cũng lên cầu rồi. Còn anh gỡ vú ấp. Này có lông đen, có lông đỏ nữa ha. Trắng đen đỏ luôn. Anh thấy ghép sau ra cho ngũ sắc. Ba màu rồi nè. Kiếm màu thì ghép thêm nữa cho là ngũ sắc luôn. Đây có. Đây có mấy đỏ với đen. Đây pháp. Pháp không chứ đâu có titan hả anh? Có mấy cặp đằng kia hả? Ủa cái này là anh mua tơ tơ gì anh thả lại vô cho tụi có cặp đẻ hay là anh đủ đúng cặp rồi mới thải vô đây? Chứ mấy thải nhiều quá nó sợ dư trống dư máy không? Rồi đó. Đó trong có con kinh không anh? Kinh nó trắng trắng hơi nhiều ha. Tiger trắng nhiều.
trắng nhiều. Dạ. Trong này có con kình đỏ à. Trống mà nó không có máy. Anh thả vô đây ghép cho nó ghép với pháp rồi ra con luôn, mình lên cò luôn rồi. Đây trong này cũng có mấy con kình tiger. Đây con. Vàng. Đầu cũng đẹp ha, đầu cũng ngầu ha. Đây con trắng với con tiger. Trắng này con có cặp trắng màu em Vũ. Vậy là lâu giờ anh có bán bớt không anh, hay là ra ra ngoài trắng? Vậy là ra cũng bộn rồi ha. Chứ mình bắt đi ủa là ba cặp này chung cặp trứng hết hả anh? Chung cặp trứng hết luôn đó. Là con kia là con cặp đỏ luôn đó. Con đỏ con vàng hả? Con đỏ vàng là con cặp đỏ. Con có cặp đỏ tơ trên, hai cặp đỏ 20 kỳ 20 dưới. Cặp đỏ 20 á. Làm ra con đỏ con vàng hả? Đây nha, cặp con đỏ con vàng. Con đen con tiger với con đó mọi người, con tiger đó với con tiger này. Con này mới cái mỏ mới trắng trắng à. Tổng cộng mấy cặp ta? Tổng 6 cặp. Là giờ bắt đóng thùng đi về thôi, về mà thả vô mình sẽ quay tiếp. Sáu cặp. Bòi ba cặp. Rồi ba cặp bự và ba cặp nhỏ để cho nó khỏi đập. Em lùa nó qua đây. Chạy qua đây. Rồi em bắt luôn. Đây cầm phụ cho anh. Cầm con đó cho. Rồi. Ê, hai con thôi. Chết chưa gỡ cái nắp lên. Thả ra đi. Để mình gỡ cái nắp ra hả? Đây bay ra. Rồi xong. Ủa còn thiếu một con đỏ. Đỏ chạy dưới anh.
rồi xong giờ mình về nha mọi người, ra xe anh vàng lên về thôi. Mình về tới nhà nè mọi người, hồi trưa mình ở không đó, mình dọn cái vàng lòng chiến giữa ra đó rồi, mình bỏ vàng lòng cũ rồi đó cho nó rộng rãi, thì qua cho mọi người xem. Bây giờ còn khoảng trống nè, nó cho rộng rãi đó. Thì mình bắt mình rắc bồ câu xong rồi mình nói anh mình có con máy nè mọi người, con máy mới đẻ nè đó. Thì anh bảnh có con trống là đỏ thì mình giao lưu với anh luôn đó, rồi anh chạy theo ở mình, chạy theo với mình qua đây. Thì mấy anh em mình đang nhậu trước thì anh có ngồi chơi đó đây, giờ để mình thả bồ câu xong rồi mình ra chơi với anh. Anh trai mình hồi nãy mình qua bắt bồ câu đó, giờ anh qua giao lưu với con bồ câu, với làm với mình vài ly rồi giờ anh về. Rồi giờ khỏe nha anh, ấy chạy đây nè anh, qua đây qua đây, quẹo đây quẹo phải. Qua đây đây rồi, ra ngoài quẹo trái nha anh. Dạ ra một chút quẹo trái. Thôi mình kết thúc clip tại đây nha mọi người, xem thích hãy like và đăng ký kênh của mình, để chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.